Chào mừng các bạn đã đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu bài viết của cát bụi, giận dữ và bản chất của chúng. Thật ra mà nói thì đây là một câu chuyện cũ, nhưng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và cũng thực tế cho thấy bây giờ ai cũng thầm hiểu được bản chất thật của đám giận dữ hiện nay. Đó là lợi dụng những dịp lễ trọng hay khi đất nước có sự kiện lớn, chúng sẽ sử dụng tuyệt kỹ ngậm máu phun người, uốn ba tấc lưỡi để xuyên tạc chống phá một cách điên cuồng. Gần đây nhất, khi mà dư luận trong và ngoài nước đang tập trung hướng tới thông tin về sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 2, 2019, với mục tiêu nhằm thỏa thuận chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên hướng tới hòa bình của khu vực và thế giới, thì đây cũng là dịp để đám giận dữ có dịp chống phá một cách điên cuồng. Thực tế cho thấy, trong khi người dân cả nước vui mừng và tự hào là quốc gia được lựa chọn để tổ chức hội nghị và cộng đồng quốc tế cùng nhân dân cả nước đang đón chờ sự kiện trên, thì vẫn tồn tại một lũ kền kền ghen ăn tức ở, mưu đồ đen tối tìm mọi cách phá hoại hội nghị nhằm gây bất ổn, bạo loạn, khủng bố ở nước ta nhằm hạ uy tín của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Và vẫn cái cách chúng hay làm là để thực hiện mưu đồ đó, chúng sử dụng mạng xã hội để kêu gọi người dân xuống đường biểu tình dịp này nhằm giành lại chính quyền, lật đổ chế độ hay phản đối Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, chúng lại quên mất rằng những kịch bản này mà chúng đang làm đã quá cũ rích và nhàm chán đến phát ghét rồi. Và đương nhiên, cái kết đó chính là chúng bị dư luận lên án và ném đá hết sức kịch liệt. Qua đây, chúng ta thấy được bản chất hèn hạ và xấu xa của đám giận dữ. Chúng luôn miệng kêu rằng chúng ta là vì đất nước Việt Nam được tốt đẹp, nhưng những gì chúng làm lại trái ngược hoàn toàn